là khéo léo đấy chúng mình à. Thì nghĩa là chúng mình sẽ có một sản phẩm rất là đẹp. Các bạn có mong chờ không? Rồi. Mộc nguyên liệu chính là gì nhỉ? Cô mời tiên nào?
Bye.
của ông còn rất là nhiều tổ lô tô, và trong đây có rất là nhiều lô tô về sản phẩm của từng nghề đấy. Và nhiệm vụ của chúng mình là sẽ khéo léo di chuyển ngoài những chướng ngại vật của cô. Chúng mình cùng khéo léo di chuyển các chướng ngại vật và sau đó vượt mạnh qua các lô vòng và cá lô tô về đúng ngôi nhà của mình. Chúng ta kết quả được của Ấn Độ nhé.